Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 81, sau khi Diệp Phàm gặp Khắc Hoàng, anh ấy đã cùng con cẩu kia tấu hài một hồi, cuối cùng mới dụ được nó đi tìm cổ kinh với mình. Thời gian qua đi, ngày hôm sau, ở tại thôn trại, Diệp Phàm và Khắc Hoàng đã chia tay mọi người trong thôn để đi tìm Tây Hoàng Kinh. Sau đó, khi đã nói lời chào tạm biệt, Khắc Hoàng chỉ gâu gâu vài cái rồi liền gãi gãi hai chân xuống mặt đất. Nhất thời, một cái trận pháp cũng hiện ra. Rất nhanh, nó cùng Diệp Phàm cũng liền đi vào bên trong đó. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp sáng lên, hai người cũng liền biến mất. Không lâu sau, khi trận pháp dịch chuyển chiếu xuống, thân hình Diệp Phàm cùng Hắc Cẩu đã liền xuất hiện trong một cái bếp rách nát. Tới đây, Diệp Phàm cùng Hắc Cẩu ngơ ngác nhìn nhau, nhìn con Hắc Cẩu kia, Diệp Phàm liền trách nó khoác lác quá đà. Nghe vậy, con Hắc Cẩu liền bào chữa, nói nó đã cao tuổi, chỉ nhất thời quên mất mà thôi. Cãi cọ một hồi, hai người liền cùng nhau đi ra bên ngoài. Thế nhưng, con Hắc Cẩu kia rất báo, vừa đi vào thành nó đã làm nơi đây như đảo lộn, nó không ngừng phá phách khiến Diệp Phàm phải bỏ chạy. Cứ như thế, Hắc Cẩu cùng Diệp Phàm vừa đi vừa cãi nhau, người đuổi kẻ trốn, cảnh tượng đuổi nhau diễn ra khắp đoạn đường, chuyện tấu hài trên suốt hành trình. Không ngớt, cứ thế, Hắc Hoàng chọc tức Diệp Phàm khiến anh ấy phải đuổi bắt nó. Cứ như thế, một người một tiểu cẩu, hai người đuổi nhau đã vài ngày, bọn họ cùng nhau băng qua một quãng đường dài. Vừa đi, hai người cũng vừa cãi vã, hiển nhiên là vì Diệp Phàm luôn mắng Hắc Cẩu. Thế nhưng, con Hắc Cẩu cũng chẳng vừa, nó đối đáp rất khéo léo. Tuy nhiên, cũng vì Hắc Hoàng không nhớ đường, vì vậy hai người vẫn đang lạc lối trong cái hoang mạc vắng vẻ. Bất chợt, trong lúc phi hành, Diệp Phàm vô tình nhìn thấy một cái bóng trắng phóng lên trời cao. Đến đây, Hắc Hoàng liền nhận ra đó là Giao Trì Phi Tiên. Bởi vậy, hai người cũng nhanh chóng đuổi theo hình bóng kia. Và rốt cuộc, sau chặng đường tấu hài dài ngạn dặm, bọn họ cũng tới được nơi mình cần, đó chính là nơi tọa lạc của Giao Trì Thánh Địa thời xa xưa. Dạo quanh nơi này một chút, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm rốt cuộc cũng tìm được lối vào, đó là một cái miệng giếng cổ. Thấy vậy, Diệp Phàm liền ngó đầu xuống xem thử. Thế nhưng, bên cạnh anh ấy, Hắc Hoàng nhân cơ hội đó đã đẩy nhẹ một cái. Cũng vì thế, thân hình Diệp Phàm liền mất thăng bằng, xoay mấy vòng trên không trung rồi rơi vào cái giếng cổ ở bên trong thánh địa. Đến khi rơi xuống, Diệp Phàm chỉ có thể tức giận thầm mắng con Hắc Cẩu kia, nó đúng là thứ gian manh xảo trá. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Phàm cẩn thận nhìn xung quanh một chút, thấy không có vấn đề gì, Hắc Hoàng mới nhảy xuống. Thế nhưng vì không biết bay, thế nên nó cũng rơi tõm xuống nước. Sau đó, một người một cẩu lại võ mồm ẩu đả với nhau. Trải qua một hồi xỉa sói, cả hai mới tiến lên thăm dò thánh địa đã bị lãng quên. Đi dạo một vòng, Diệp Phàm cảm thấy nơi đây chứa đầy linh khí. Bởi vậy ngay lập tức, bàn tay anh ấy cũng liền vận chuyển. Nhất thời, từng cây cột ngọc bích ở xung quanh nơi này cũng sáng lên. Sau đó, từng luồng linh khí màu vàng xanh theo không khí cứ thế chảy xuôi về phía Diệp Phàm, làm anh ấy cảm thấy thoải mái vô cùng. Cứ như thế, Diệp Phàm bàn tay vận chuyển, trước mặt anh ấy, từng đạo ký tự phù văn cũng liền sáng lên theo cử chỉ. Sau một hồi, Diệp Phàm mới dừng lại. Tới đây, theo lời dụ dỗ của Hắc Hoàng, gần đó có một hồ nước, nơi đây trước kia là nơi mà tiên tử tắm ở đó. Thậm chí, vũ khí cực đạo xưa kia cũng được cất ở đây. Bởi vậy, nó muốn Diệp Phàm cùng xuống đó với nó để xem thử bên trong có gì. Và tất nhiên, Diệp Phàm cũng không từ chối. Rất nhanh, cả hai đã cùng nhau đi xuống cái hồ nước kia và lặn sâu xuống dưới. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ đã thấy trước mắt là một đống thi thể, đang chuẩn bị lại gần. Bất chợt, hai người thấy từ những cỗ thi thể kia phóng ra từng đạo bóng đen. Thế vậy, thân hình Diệp Phàm lập tức vọt ra khỏi hồ nước. Sau đó, một cái màn chắn cũng liền hiện ra bao vây lấy cơ thể. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm cái bóng đen đã gào thét rồi lao về phía Diệp Phàm và bắt đầu công kích vào màn chắn. Để ý kỹ mới thấy, những cái bóng đen này có hình thù vô cùng kỳ dị. Mỗi khi lao vào màn chắn, nó cũng liền hóa thành làn khói đen rồi tan biến. Cứ thế, Diệp Phàm dùng ra màn chắn mạnh mẽ chống đỡ. Sau một hồi, anh ấy liền vận dụng một trong cửu bí mà Khương Thần Vương đã dạy. Sau đó, thân hình bay lên không trung, lực lượng ngưng tụ vào cánh tay, anh ấy liền một quyền nện mạnh vào mặt đất, khiến ánh vàng bạo phát. Những bóng đen kia gặp phải ánh vàng đó toàn bộ đều tan biến trong hư vô. Đến đây, khi toàn bộ những bóng đen kia biến mất, Diệp Phàm mới ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn về phía trước thì thấy nơi này xuất hiện một tòa đại điện. Nhìn thấy nó, Hắc Hoàng liếm liếm cái miệng, dường như nó đã ngửi thấy đồ tốt ở bên trong thì chậm rãi tiến tới. Cứ như thế, một người một tiểu cẩu cùng nhau đi vào bên trong cung điện. Đến đây thì hết tập 82 Giả Thiên. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết chi tiết trong tập 83 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.